Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế, hiện nay các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn Đà Nẵng đã tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch, nhất là việc sàng lọc, phân luồng để kịp thời phát hiện và có các biện pháp can thiệp y tế phù hợp đối với các trường hợp có các triệu chứng nghi ngờ, ngăn chặn dịch xâm nhập và lây lan tại bệnh viện. Đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt, giữ khoảng cách, khai báo y tế, đó là những yêu cầu bắt buộc đối với mỗi người dân khi đến khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố trong thời gian này. Ngoài việc thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế, thì các bệnh viện cũng đã tiến hành phân luồng, sàng lọc bệnh nhân ngay từ đầu. Các trường hợp có các triệu chứng sốt, ho, khó thở qua sàng lọc đều được phân luồng riêng để tiến hành can thiệp y tế phù hợp. Nhân đến khám được chia làm 3 khu vực. Đầu tiên là khu vực màu đỏ, ưu tiên những trường hợp bệnh nhân có nguy cơ cao. Khu vực màu vàng, những trường hợp bệnh nhân có nguy cơ lây nhiễm trung bình, và những màu xanh thì dành cho những trường hợp bệnh nhân có ít nguy cơ. Thì mục tiêu tất cả bệnh nhân vào bệnh viện Hoàng Mỹ khám, chúng tôi tiến hành xét nghiệm SARS-CoV-2. Nếu như mà bệnh nhân có biểu hiện về triệu chứng, ví dụ như sốt hay là có triệu chứng về hô hấp, thì chúng tôi lập tức đưa qua khu cách ly. Trong khu cấp cứu thì chúng tôi lại có một khu cách ly riêng nữa. Nếu như có những triệu chứng về hô hấp và đặc biệt nhất là có liên quan đến yếu tố dịch tễ thì chúng tôi lập tức cách ly. Hiện nay các bệnh viện đã tăng cường đánh giá thường xuyên và khắc phục ngay các nguy cơ theo bộ tiêu chí bệnh viện an toàn đã được Bộ Y tế ban hành, tập trung quản lý chặt chẽ người nhà vào bệnh viện chăm sóc bệnh nhân bằng các biện pháp như nhận diện vân tay hoặc gắn vòng đeo tay không tháo sờ được. Cùng với việc siết chặt các quy định phòng chống dịch tại nhiều bệnh viện trên địa bàn thành phố, việc đặt lịch khám qua mạng và qua điện thoại đang được khẩn trương triển khai. Nhiều cơ sở y tế cũng tiến hành tư vấn và chẩn đoán tình trạng sức khỏe cho người bệnh qua quan sát và trao đổi trực tuyến, tư vấn bằng livestream, phát sóng trực tuyến trên fanpage của bệnh viện. Chúng tôi có một đội chống nhiễm khuẩn hàng ngày phải lau chùi, phải vệ sinh bề mặt, sát khuẩn, đảm bảo an toàn cho người bệnh. Kèm theo đó là khai báo y tế online cho nhân viên y tế, khai báo online cho bệnh nhân để khi đến bệnh viện, trước khi đến bệnh viện chúng tôi có thể phát hiện những cái ca nghi ngờ và sàng lọc. Đồng thời toàn bộ nhân viên y tế của Tâm trí Đà Nẵng đều được tiêm vaccine để phòng ngừa. Trong đợt bùng phát dịch COVID-19 lần này, một số bệnh viện cả tuyến trung ương và địa phương đã có tình trạng lây nhiễm chéo COVID-19 giữa người bệnh và nhân viên y tế. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay, thì các biện pháp phòng chống dịch tại các bệnh viện cần được siết chặt hơn nữa. Việc giữ vững thành trì này là cơ sở quan trọng để sớm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.